Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Đức sẽ làm video này để review đến tất cả mọi người một dòng sản phẩm, đó là gao tẩy lông của Mamen Shop. Đây là hộp mới tinh nha, và bây giờ Đức sẽ bóc ra và test lên chính bộ vùng ngực của mình này. Vùng ngực có rất nhiều lông này, để xem tác dụng của em ấy đến đâu nhá. Đây, hộp mới tinh luôn này, có vẻ đầy đủ tem mát và giấy bóng và tem mát nhé. Trong một hộp như này nó sẽ là một hộp như này đây anh em nhé. Bây giờ Đức sẽ bôi trực tiếp lên trên da của mình đây. Đây một lượng phù hợp này, xoa lên vùng này và để anh em để khoảng độ 10 phút nhé, 7 đến 10 phút. Rất thơm luôn anh em ạ. Một hộp đây. Và anh em cứ để 10 phút nhé. Và tí sau 10 phút